Chào mọi người, hôm nay xuất đặc sản 365 xin giới thiệu với các bạn Bình Đinh Lăng, điêu khắc ông Di Lạc và anh Tài Lộc mang tiền tài đến cho gia chủ. Đây là bình loại to, bình 26 lít các bạn nhé. Đây các bạn có thể nhìn xem, đây là khi mình chưa đổ rượu vào, tí nữa mình sẽ đổ rượu. Các bạn thấy đây là bình Đinh Lăng mà điêu khắc rất chi là công phu tỉ mỉ, rất chi là đẹp. Các bạn có thể chiêm ngưỡng kỹ, đây nhìn hình ảnh ấy, nét đục rất tinh xảo. Bên mình có đội thợ mộc điêu khắc rất chi là đẹp, tay nghề rất chi là cao, và rất nhiều tác phẩm đẹp ra đời. Mình cũng chỉ là tâm đắc với cái tác phẩm ông Di Lạc này, bởi vì ngoài cái giá trị nghệ thuật ra thì là đây là một đinh lăng điêu khắc, thì này là một cái loại thảo dược rất chi được quý. Ok, bây giờ mình sẽ đổ rượu nhé. Ok, đây là sau khi mình đã đổ rượu vào. Vâng, hình tạo rất chi đẹp. Ở trên mạng mình thấy chứ là rất nhiều người ta khi mua hàng của bên mình thì ở đâu vậy thôi, mua một sản phẩm rượu thì người ta đều e ngại về cái chất lượng rượu. Nhưng mà mình chia sẻ thật như này, có lẽ cái hiện tượng như vậy thì đa số là ở những cái nhà hàng quán xá, còn đối với bên mình là người làm nghề chuyên nghiệp về cấp rượu để buôn bán và những chiếu là cấp những bình rượu đẹp để cho quý khách mang biếu tặng trưng này, như bên mình đảm bảo với các bạn là rượu rất chi là chuẩn. Cơ sở bên mình nấu rượu là làm từ cả từ men luôn, làm từ men đến rượu đều làm từ rượu gạo lấu. Có lẽ thì mình sẽ cấp thêm một số hình ảnh cho các bạn để các bạn yên tâm về cái chất lượng rượu bên mình. Đây, mình thì chuyên về rượu, thảo dược, ngâm thảo dược rất nhiều. Các bạn có nhu cầu về những loại thảo dược núi rừng Tây Bắc như ngọc cẩu, táo mèo, sâm câu, sâu chít, đẳng sâm, tam thất, tất cả mọi thứ và cả những cái trà thảo dược như kim tiền thảo, chế phạ châu, bổ thận trắng dương, rất nhiều nữa, thì có thể liên hệ với bên mình để đặt hàng theo số điện thoại là 0986 357 365. Ok, cảm ơn các bạn.